Nga hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả truyện ngắn Rồi Đến Một Ngày của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Nguyễn Ngọc Ngạn. Cái building cũ kỹ gồm hơn 50 phòng ở đường số 9. Kể từ lúc người Việt dọn đến ở thì da trắng, da đen và da đỏ cứ từ từ rút lui hết. Cho đến nay chỉ còn lại một người Canada duy nhất là lão già manager. Tòa nhà nghiễm nhiên trở thành một chung cư Việt Nam rất sầm uất. Mới đây, chính phủ cho phép tăng giá thuê lên 10%. Người mướn bèn bảo nhau: nó tăng tiền thì mình tăng người. Thế là hầu như mỗi căn hộ lại đón thêm một người dọn vào để chia tiền nhà. Và kết quả là họ còn lời hơn cả chủ nữa. Thành phố này có cái đặc điểm là kết hợp được ba lối sống: Anh, Pháp và Mỹ. Cho nên tuy cũng nhộn nhịp mà không đến nỗi phải chạy đua như các tỉnh bang khác. Đã thế, cái tính tà tà của người Việt lại cố kéo thêm cho vận tốc của nhịp sống chậm lại. Vì vậy, người ta không phải khổ sở vì dòng đời lôi cuốn quá nhanh. Điều nổi bật nhất là tỷ lệ thất nghiệp ở đây rất cao. Do đó, hầu như mỗi gia đình trong building lúc nào cũng có người ở nhà. Thường thì chỉ có chồng đi làm, còn vợ lo việc nội trợ, săn sóc con cái. Đời sống phẳng lặng như một trại gia binh hay cư xá sĩ quan thời thịnh vượng thuở xưa ở trong nước. Ở tầng thứ nhất, ngay cửa ra vào là phòng của lão manager. Không ai biết lão bao nhiêu tuổi, chỉ thấy lão sống một mình, điếu thuốc lúc nào cũng gắn trên môi và hơi thở thường xuyên sặc mùi rượu. Dĩ nhiên lão bận lắm, bởi điều hành một cao ốc đã quá cũ với hơn 50 phòng cho thuê thì làm gì còn thì giờ rảnh rỗi. Nhà này kêu sửa ống nước chưa xong thì nhà khác đã gọi thụt cầu tiêu. Hộ này thiếu tiền nhà chưa kịp thu thì hộ khác đã đập cửa than phiền hàng xóm vặn nhạc quá lớn. Có bà mở nước vào bồn cho con tắm rồi mải mê ôm điện thoại tán sóc với bạn bè, quên luôn cả đứa con, làm nước tràn ra ngoài lênh láng trên sàn gỗ nhỏ tong tong xuống tầng dưới. Có bà chiên bíp steak để lửa lớn quá, khói bốc đặc nhà làm còi báo động cứu hỏa rú lên khiến cả building cùng nhốn nháo bỏ chạy. Nói chung, người ta chưa quen lối sống chung cư, cho nên lão manager lúc này có lẽ vất vả gấp đôi ngày trước. Tuy vậy, điều hành một cư xá toàn người Việt cũng có cái vui mà lão không ngờ tới. Trước hết, người Việt rất hiếu khách, gặp lão lúc nào cũng niềm nở chào hỏi. Có món ăn lạ họ thường đem xuống cho, nhất là vào những ngày cuối tuần, chẳng hạn như chả giò, bánh cuốn, vịt nấu chao, vân vân, dần dà đã trở thành những mồi nhậu hấp dẫn cho lão. Thậm chí đám thanh niên độc thân khá đông trong building lần mò rủ nhau đi nông trại mua vịt về đánh tiết canh, mời lão ăn thử. Lão cũng ngồm ngoàm nhai, máu loang đầy cả hai bên mép. Buổi đầu, mỗi khi đi dọc hành lang các tầng lầu, lão phải khịt mũi nhăn mặt vì mùi nước mắm và cá chiên từ các phòng bay ra làm lão ngột ngạt khó chịu. Nhưng lâu ngày lão thích quen, và chỉ một thời gian sau thì lại thấy thích vì đã nếm qua những thứ gia vị đậm đà đó. Huống chi chính người lão còn hôi hơn cả mùi xào nấu, bởi lúc nào cũng uống rượu, hút thuốc và dường như chẳng bao giờ giặt bộ đồ lao động đã bạc thách. Ở chung với người Việt, có lẽ điều quý nhất đối với lão là lão nói gì người ta cũng nghe, chẳng bao giờ cãi lại. Lý do giản dị là vì có biết tiếng Anh đâu mà cãi. Nhưng cái kỷ niệm đáng yêu nhất mà gã còn ghi nhớ trong đầu là một số người Việt đã dạy cho lão biết nhận tiền hối lộ. Ngày ấy, đợt thuyền nhân từ các trại tị nạn Đông Nam Á đổ sang ồ ạt do chính sách thu nhận nhân đạo của chính phủ Canada. Nhà cửa trong thành phố tuy không hiếm, nhưng người Việt thích sống gần nhau, cho nên người trước mách người sau,
ai cũng muốn dọn vào building này. Ngày ngày lão nhận từng đống đơn xếp thành một chồng đặt trên góc bàn. Có người nộp đơn sau, nhưng nhanh trí rúi riêng cho lão 100 để lão cho mình vào sớm khi có phòng trống. Lão sung sướng lắm, chố mắt run run nhận lãnh. Của Hoạnh Tài bất ngờ mà 20 năm nay chưa có kẻ nào mướn nhà rộng lượng quăng cho lão. Học tham ô thì nhanh lắm, tối dạ đến đâu cũng học được. Từ đó thành thói quen, lão thấy mình có quyền hành. Hễ ai đưa tiền hoặc xách chai rượu tới, lão mới rút đơn cứu xét ưu tiên. Mà khi người đầu tiên đã đưa ra 100 thì cứ sự thường những người kế tiếp sẽ phải tăng giá, nâng lên cao hơn để được chiếu cố sớm hơn. Bất chiến tự nhiên thành, lão cứ việc ung dung ngồi chờ thiên hạ nạp tiền cho gã uống rượu. Chỉ tiếc rằng cái thời vàng son ấy không kéo dài được lâu. Bây giờ mọi người đã ổn định cả, lâu lâu có gia đình còn dọn ra, vì sau mấy tháng dò dẫm học hỏi nơi xứ lạ, họ đã có đủ kiến thức và quyết định mua nhà riêng để làm cái vốn lâu dài. Building của lão tuy vẫn đầy người, nhưng không còn đắt khách như năm ngoái nữa. Nghĩa là những khoản tiền biếu xén dễ dàng kia chỉ còn là nỗi hoài vọng thiết tha trong trí nhớ của lão mà thôi. Niềm vui còn lại lúc này chỉ là những bữa nhậu cuối tuần do đám thanh niên độc thân khoản đãi, với những mồi nhậu đậm đà mà gã tận tình thưởng thức. Đến đây, xin bạn đọc hãy tạm gác chuyện ông manager người Canada để bước vào thế giới đồng hương của chúng ta trong chung cư. Ở tầng thứ nhất có bà Tám lúc này tu tại gia, biến phòng khách thành niệm Phật đường, khói hương nghi ngút. Bà vì hoàn cảnh ly tán, mất chồng mất con trên biển Đông, nên hiến dâng quãng đời còn lại cho niềm tin tín ngưỡng với tấm lòng thành. Dần ra các bà rảnh rỗi khác trong building nghe tiếng đồn cũng tụ tập đến, noi gương bà Tám tụng kinh khấn vái, mà đôi khi chỉ cầu được trúng số hoặc cho chồng mau tăng lương. Đối diện bên kia hành lang, chị Năm mở sòng tứ sắc làm chỗ giải khuây cho các bà vợ trong khi chờ chồng đi cày ở nhà máy. Gọi là mở sòng, nhưng chị không lấy sâu. Chị yêu cầu mỗi người góp 5 đồng, vừa đủ để mua thức ăn trưa mà thôi. Tháng trước có đứa nghịch ngợm viết lên cửa phòng chị 4 câu thơ, làm chị mất cả buổi chiều ngồi chửi vu vơ. Anh Năm cắp cặp đi mần, chị Năm cũng xách bóp đầm đi luôn. Chị đi tìm thú giải buồn, vui cùng giả bích, đầm chuồn bồi cơ. Ở tầng thứ hai có mấy ông cụ hết tuổi lao động, đi ra đi vào đếm thời gian chờ ngày lãnh welfare mỗi tháng. Các cụ gặp nhau uống trà, hút thuốc mặt và nhắc chuyện quá khứ mãi cũng thấy chán, mới sực nhớ ra môn giải trí cao quý ngày trước là xoa mặt trượt. May quá, lùng mãi trong building mới kiếm được 4 tay. Các cụ dưng dưng cảm động chạy vội ra phố tàu mua bài và sắm bàn về khai hội. Đối với các môn cờ bạc khác như sập sám, bài cào, xì phé, v.v., số người tham dự có thể tăng giảm đôi chút cũng không sao, nghĩa là thiếu một tay hay dư một chân vẫn có thể đánh được. Nhưng riêng mặt trượt thì bắt buộc phải đủ 4 tay. Biết như thế, cho nên một ông trong 4 cụ, đó là cụ Nhãn, cứ hay giở trò hờn dỗi bắt 3 cụ kia phải dỗ dành, năn nỉ, mặc dù trong thâm sâu cụ cũng ham chơi không thua gì 3 ông bạn già kia. Cụ biết, hễ cụ đứng dậy là tan sòng, là 3 ông kia ngồi chưa mất ếch, cho nên cụ dựa vào đó để bắt chẹt 3 ông kia. Hơi một tí là cụ dọa nghỉ, gặp ngày vận đỏ, cụ nói cười luôn miệng. Gặp ngày cụ đen, mặt cứ chảy dài xuống, đôi mắt buồn thiu và lâu lâu lại than đau lưng đòi về phòng nằm nghỉ. Tình hình ấy làm cho 3 cụ kia, hễ cụ nào ăn nhiều quá, u nhiều quá thì lại đâm lo, chỉ sợ bị giải tán sớm. Rốt cuộc cả 3 cụ ngồi đánh bài mà cứ nơm nớp, chỉ sợ mình thắng. Tình trạng này kéo dài mãi thì 3 cụ kia đến nổi điên lên mất. Cho nên 3 cụ quyết chí vùng lên bằng cách âm thầm mở khóa huấn luyện cấp tốc, đào tạo một chân mới. Đó là một cậu thanh niên tên Ly, tuổi mới ngoài 20. Anh chàng này có cái đặc điểm là học chữ thì lười, mà học cờ bạc thì rất chăm chỉ và cực kỳ thông minh. Chỉ
Chỉ một tháng sau, anh ta đã đủ khả năng ngồi hầu các cụ, và tuy còn sót nước nhưng đánh khá nhanh, cụ nào cũng hài lòng. Cụ Nhãn nằm nhà đã lâu, nhớ mặt trược quá mà không thấy ba cụ kia điện thoại sang mời mọc ân cần như thông lệ. Cụ ngạc nhiên và sốt ruột lắm, sao lại có chuyện lạ thế? Đã hẹn nhau một tuần ít lắm cũng đánh ba buổi kia mà, cả tháng tại sao không thấy ai nhắc nhở gì cả? Nói dại, hay là một trong ba cụ kia đã qua đời rồi mà mình không hay? Chắc là không, bởi nếu có người chết thì cụ phải biết và trong building đã phải vang lên tiếng khóc chứ. Cụ đi tới đi lui trong phòng, lóng ngóng ra hành lang, đôi khi thơ thẩn ngoài sân, mong manh hy vọng gặp mấy ông bạn già kia để nhắc khéo họ gây sòng cho cụ giải sầu. Nhưng cụ chẳng gặp ai, mà điện thoại cho họ thì cụ không thể hạ mình làm được, bởi cụ đã tạo cho ba ông kia cái thói quen là phải dỗ dành cụ kia mà. Cả cuống chết đến đít vẫn còn cay, lẽ nào cụ lại tự xuống giá để năn nỉ họ? Cụ bần thần thở vắn than dài mãi mà không biết tính sao. Nhịn không nổi, một hôm cụ đành đích thân mò sang nhà ông bạn, nơi các cụ vẫn tụ tập đánh mặt trược cả nửa năm nay. Dĩ nhiên cụ đã chuẩn bị sẵn trong đầu là dứt khoát sẽ không nhắc gì đến mặt trược cả, để chứng tỏ cụ không hề nhớ nhung quân bài xanh đỏ. Cụ ghé đây mục đích chỉ để mượn mấy tờ báo cũ đem về đọc mà thôi. Cụ thở mạnh đưa tay gõ cửa. Bên trong có tiếng bước chân chạy nhanh ra, rồi cánh cửa mở rộng. Bàn mặt trược đầy đủ bốn tay, ba già một trẻ, đề huề lạc cảnh. Ai cũng cất tiếng hân hoan chào cụ, nhưng không ai ngỏ ý mời cụ đánh. Cụ đứng sớ rớ một lúc rồi ngượng quá, ú ớ cáo từ về phòng nằm, suy ngẫm cái quy luật già néo đứt dây trong cuộc đời. Từ nay cụ sẽ không còn chỗ đứng trong lòng ba ông bạn già kia nữa. Thời gian sẽ dài vô tận, bởi cụ chẳng biết làm gì ngoại trừ một ngày trong tháng đi xếp hàng nhận check welfare. Ngay chân cầu thang ở tầng thứ hai là tiệm bánh cuốn và bún chả, rất tiện cho mọi người ở sòng tứ sắc đi lên và sòng mạt trược kéo xuống. Chủ nhân là một cặp vợ chồng đã đứng tuổi, trước đây có quán ăn ở chợ ông Tạ, bây giờ trả thêm cho lão manager mỗi tháng 20 tiền điện và gã để cho tự do nấu nướng. Ngày ấy, người Việt định cư ở các thành phố còn thưa thớt, cho nên các thức ăn thông dụng như chả lụa chưa được bày bán ngoài chợ, và nhất là rau thơm cũng chỉ loe ngoe vài loại. Ấy thế mà ai ăn bún chả cũng suýt xoa khen ngon, bởi nó làm người ta nhớ hương vị cũ của Sài Gòn. Tiệm bánh cuốn cũng là nơi họp mặt, là phòng thông tin công cộng của chung cư, để đồng hương loan truyền với nhau mọi thứ chi tiết liên quan đến từng gia đình trong binh đinh, mà đa số chỉ là tin đồn, không ai kiểm chứng được. Đám thanh niên độc thân cũng thường ghé đây mỗi buổi sáng trước khi đi học hoặc đi làm. Chị Quỳnh ở tầng trên cùng có nghề bói bài tây và quẻ dịch, cũng chọn tiệm này làm chỗ hành nghề, kiếm bạc lẻ, phụ thêm với tiền welfare mỗi tháng. Chồng Quỳnh còn đang cải tạo, chị mang đứa con 5 tuổi đi vượt biển, và đám thanh niên độc thân trong biên đinh cũng nhiều gã ngấm nghé muốn dọn vào ở chung, nhưng Quỳnh chưa siêu lòng. Mãi trên lầu 3, Hạ mới mua về cái đầu máy video và dăm cuốn phim 3X, tiếng bình dân thường gọi là phim con heo. Thời ấy, VCR mới ra đời, to cồng cành và nặng như cái cối đá. Vợ chồng Hạ là người tiên phong trong chung cư dám sắm khi giá còn rất thấp. Với mức lương 5 đồng một giờ mà dám bỏ ra hơn 1.000 để mua máy thì chứng tỏ hai vợ chồng phải say mê xem phim lắm mới có thể hy sinh như vậy được. Ban ngày khi chồng đi làm, Hạ thường kín đáo rủ vài người bạn thân đến coi. Từ đó tiếng đồn lan nhanh, bà nào trong binh đinh cũng mè nheo đòi xem cho bằng được ít nhất một lần, rồi mới bĩu môi chê: "Kiếp, thế mà cũng coi, con mẹ Hạ tục quá." Người khác nói: "Bà Hạ bà ấy cứ rủ mãi, nể quá tôi mới đi xem một lần cho biết." Bà khác lại chen vào: "Ông xã tôi mà biết tôi coi cái thứ này thì chết với ông ấy, mà chính tôi cũng không thích, có gì đâu mà coi, buồn ngủ lắm." Mỗi người phát biểu một ý, tiệu chung đều giống nhau là cực lực công kích phim con heo. Nhưng hễ gặp riêng Hạ, bà nào cũng ân cần dặn: "Có phim gì mới không bà, nhớ đừng quên tôi đấy nhé."
Cuộc sống cư xá cứ lặng lờ trôi như thế, thời khóa biểu hàng ngày ít khi thay đổi. Sáng thức dậy tiễn chồng đi làm, đưa con đi học, rồi tà tà xuống mở thùng thư. Sau đó người thì tạt vào tụng kinh, người thì sang phòng tứ sắc. Ở đó con bạc thì ít, mà trầu rìa bàn tán thì ngồi la liệt chung quanh. Các tin tức bình luận đều đem ra trao đổi tại đây. Quanh quẩn vẫn mấy chuyện lặt vặt, chẳng hạn như bà này thi bằng lái xe rớt 2-3 lần, ông kia vừa bị đuổi sở, nhà nọ mới mua xe mới. Có bà vui miệng lạm bàn cả chuyện chính trị, nhắc đến Tổng thống Jimmy Carter yếu xìu và Thủ tướng Trudeau thì bị vợ bỏ, chạy theo ban nhạc The Rolling Stone. Họ chê, khen rất tự nhiên và công khai, vì những người được khen hay bị chê đều vắng mặt cả. Nhưng rồi một ngày kia cũng chẳng còn đề tài gì hấp dẫn để kể cho nhau nghe nữa. Các bà thấy cuộc sống bắt đầu nhạt nhẽo thì may quá. Giữa lúc ấy, Hạnh tình cờ khám phá một bản tin mới toanh, vô cùng lôi cuốn. Đó là Thúy, vợ của A Lầu, kế bên apartment của Hạnh, ngoại tình với anh chàng ở trọ chung phòng. Sở dĩ Hạnh biết được chuyện này cũng là do một sự tình cờ mà thôi. Buổi chiều hôm đó, nàng sai đứa con gái 6 tuổi sang mượn Thúy cái bàn ổi, vì hai nhà ở sát vách nhau. Con bé le te chạy qua, chẳng gõ cửa gì cả, cứ thế xoay nắm cửa xông vào và lên tiếng: "Cô Thúy ơi, cho mẹ con mượn." Nói chưa dứt câu, nó ngẩng lên và sửng sốt nhìn cảnh tượng lạ lùng đang diễn ra trước mắt ngay ở phòng khách. Trên chiếc sofa kê sát tường, Thúy nằm úp lên người Hoàng. Nàng chỉ mặc có mỗi cái áo sơ mi, còn phía dưới không có gì cả. Con bé hoảng sợ quá, đứng lặng đến mấy giây rồi mới luống cuống bỏ chạy ra ngoài. Nó không dám vào nhà, ngồi bệt xuống hành lang bên cạnh cửa phòng, mặt tái xanh, tim đập thình thịch. Rõ ràng nó biết Thúy là vợ A Lầu và Hoàng chỉ là người ở trọ. Vợ chồng thật nằm với nhau như thế nó cũng chưa từng được nhìn thấy bao giờ, huống chi đây không phải là vợ chồng. Ở trong nhà, Hạnh ôm đống quần áo đặt sẵn trên bàn, chờ lâu quá không thấy con mang bàn ủi về. Bực mình, mở cửa ngó ra, ngạc nhiên thấy con gái đang ngồi ngoài hành lang, nét mặt vẫn còn nhợt nhạt như vừa gặp ma. Hạnh chau mày gắt: "Con dân con, tao bảo mày sang mượn cô Thúy cái bàn ủi, sao mày ngồi đây?" Con bé không biết trả lời ra sao. Nó từ từ đứng dậy, đưa mắt nhìn sang cửa phòng của Thúy một lần nữa, rồi mới chui tọt vào nhà mình và ngồi phịch xuống salon. Hạnh bực mình vào theo và hỏi: "Cô Thúy không có nhà hay sao? Rõ ràng tao nghe tiếng lạch cạch bên ấy mà, sao mày không sang hỏi?" Nó ngước lên, vừa thở vừa kể cho Hạnh nghe cảnh tượng nó bắt gặp. Hạnh lặng người ngồi xuống bên con. Phản ứng đầu tiên của Hạnh là thầm chửi Thúy đã vô ý không chịu khóa cửa, để đứa con gái mới 6 tuổi của mình phải chứng kiến trò ô uế làm vẩn đục trí óc non nớt của nó. Một lúc sau, cảm xúc ấy qua đi, Hạnh chợt thấy vui hẳn lên vì phát hiện được một bí mật mà nàng tin là chưa ai biết. Hạnh đổi giọng, âu yếm bảo con: "Chuyện người lớn, con đừng nói cho ai biết nhé. Thôi, đi ra sân chơi đi." Hạnh quên luôn cả chuyện ủi quần áo, ngồi mỉm cười vu vơ một mình. Hạnh dặn con đừng kể với ai, là vì nàng muốn chính nàng sẽ đi kể. Bản tin đặc biệt ấy được Hạnh nghiêm trọng thì thầm với một người bạn thân nhất và dặn đi dặn lại là phải giữ kín. Rồi những người kế tiếp cũng đều được nghe kể và đều được nhắc nhở một câu tương tự: "Bà đừng nói với ai nhé, chỉ mình bà với tôi biết thôi đấy." Chỉ nửa ngày sau, toàn thể chung cư đều biết chuyện vợ A Lầu ngủ với người khác. Và dĩ nhiên đêm hôm đó, tất cả mọi ông chồng trong building cũng đều được vợ hăm hở kể cho nghe chuyện ngoại tình của Thúy, với lời dặn: "Anh nhớ là đừng nói cho ai biết." Kể xấu người khác là một cái thú lớn của đàn bà, nhất là khi kẻ bị nói xấu đó là bạn mình. Không phải vì ghét bạn mà kể xấu đâu, mà bởi vì nhắc đến những người không đàng hoàng cũng là một cách gián tiếp để chứng minh mình đàng hoàng, bởi mình không như vậy. Nói khác đi,
vì không thể chứng minh được mình tốt thì đành chứng minh người khác xấu. Hơn thế nữa, các bà nghĩ rằng sự tốt lành của mình bấy lâu nay bên chồng, chắc thằng chồng không để ý tới, cho nên bây giờ có dịp thì phải nhắc cho nó nhớ. Thế là những ngày vui lại đến chan hòa trong cư xá, vì mọi người đã có chuyện để bàn tán. Ngày rộng tháng dài, việc nhà chẳng có bao nhiêu ngoại trừ nấu hai bữa ăn, cho nên bà nào cũng thấy dư thì giờ mà không biết dùng vào việc gì. Trong hoàn cảnh như vậy thì tán dóc là một nhu cầu lớn của cuộc sống. Nhưng muốn tán dóc cho hay thì cần phải có đề tài, mà đề tài hấp dẫn thì từ xưa đến nay có lẽ chẳng có đề tài nào lôi cuốn cho bằng chuyện ngoại tình của hàng xóm. Từ hôm đó, các bà gặp nhau ở hành lang, trong thang máy, trong phòng giặt, dưới parking, sòng tứ sắc, tiệm bánh cuốn, hoặc thậm chí ngày cuối tuần đi nhà thờ hay lễ chùa cũng đều trúng đầu vào nhau, xầm xì to nhỏ. Câu chuyện tam sao thất bản có ít xít ra nhiều, và từ một biến thành mười. Có bà tự động thêm mắm thêm muối, phịa ra rất nhiều chi tiết ly kỳ về cuộc tình vụng trộm của Thúy, cốt để làm cho câu chuyện đậm đà và sống động hơn. Chẳng hạn như: tuần nào con Thúy chả rủ thằng Kép đi cine, chúng nó ôm nhau trong rạp hát, chính mắt tôi thấy mà. Hoặc có bà xác quyết hơn: hôm nọ tôi cũng thấy hai đứa đưa nhau vào khách sạn ở phố Tàu đó. Nhược điểm chung của các bà là vốn ưa thích tin đồn, ít khi chịu dùng lý trí để đặt lại câu hỏi là tin đồn đó có đáng tin hay không. Thí dụ như hai câu phát biểu vừa rồi có một điều rất vô lý, là Hoàng và Thúy ở chung một nhà, mà chồng Thúy thì đi vắng từ sáng sớm đến nửa đêm mới về. Nếu họ muốn vụng trộm với nhau thì việc gì phải đem nhau vào rạp hát hoặc mướn khách sạn cho tốn tiền mà còn nguy hiểm nữa. Nhưng ở đời vẫn vậy, người hay thêu dệt cứ việc thêu dệt, bởi dù thêu dệt vô lý đến đâu thì cũng vẫn có người nghe. Có bà tuy ngoài miệng loan truyền bản tin lôi cuốn đó, nhưng trong lòng dường như vẫn còn ngờ vực hoặc làm bộ không tin, cho nên nhất định đòi gặp riêng đứa con gái của Hạnh để bắt nó tả lại thật rõ ràng cảnh tượng nó đã chứng kiến trong nhà Thúy. Quỳnh hỏi đi hỏi lại con bé: cháu Nam thấy cô Thúy nằm lên trên người chú Hoàng phải không? Con bé gật đầu: vâng, ngay ở trong phòng khách cô à, mà cô Thúy không mặc quần. Chỉ nội chi tiết không mặc quần đó đã đủ hấp dẫn lắm rồi, nhưng Quỳnh vẫn hỏi thêm: thế cô Thúy có mặc áo không? Con nhỏ gật đầu: thưa có, áo trắng. Đại khái chỉ có bấy nhiêu câu, nhưng bà nào gặp nó cũng hỏi, khiến nó mất cả ngày trả lời phỏng vấn. Và vì vậy nó tự cảm thấy mình đóng một vị thế rất quan trọng trong vụ này. Kể từ hôm ấy, không phải chỉ riêng Hạnh mà tất cả mọi bà trong building hễ có dịp đều nhìn A Lầu bằng cặp mắt soi mói tìm hiểu. Khổ nỗi A Lầu vốn người bụ bẫm, hình như hồi nhỏ có được bế đi thi trẻ em đẹp vào dịp Tết Nhi Đồng, lúc nào cũng tươi vui yêu đời, cho nên chẳng ai hiểu anh ta nghĩ gì trong bụng. A Lầu chào đời từ chợ lớn trong một gia đình buôn bán, lớn lên anh học trường Việt rồi vào cảnh sát, nghe nói làm tài xế ở nhà đô thành cho nên tiếng Việt khá sành sỏi. Lúc mất miền Nam anh đã trên 25 và vẫn còn độc thân. Hơn 3 năm sau, khi nhà nước đẩy người Hoa vượt biên bán chính thức, A Lầu ghi tên đóng tiền ngay, và trong khi chờ đợi ngày khởi hành, A Lầu gặp Thúy ở chợ An Đông. Lúc đó cũng đang đôn đáo tính chuyện đi chui, hai người nhập vào với nhau trong cuộc tình chớp nhoáng vì đôi bên cùng có lợi. A Lầu ôm được cô vợ trẻ đẹp, còn Thúy thì ra khơi miễn phí và an toàn. Thời gian chung sống với nhau mấy tháng ở trại tị nạn chính là thời gian để tìm hiểu, và Thúy cảm thấy rất hạnh phúc bởi khám phá ra A Lầu có nhiều đức tính đáng yêu. Mà chẳng phải riêng Thúy, dường như bất cứ ai giao tiếp với A Lầu cũng đều thấy gã là người chân tình. Bản chất A Lầu vốn tốt tính, hàng xóm nhờ vả việc gì cũng lao vào ngay và chẳng bao giờ kể công, cho nên mọi người chung quanh đều quý mến. Mấy hôm nay thấy ai cũng nhìn mình, gã lại càng khoái chí, thân mật chào hỏi từng người,
Các bà nhìn A Lầu thơi thới hân hoan như vậy thì mùi lòng lắm, cứ chép miệng bảo nhau: khổ quá, có biết gì đâu, mặc bao nhiêu cái sừng trên đầu mà suốt ngày vẫn cứ cười. Và họ cảm thấy không nỡ giấu gã một sự thật đau lòng như vậy, cho nên có bà đã toan yếu lòng nói toạc ra cho gã nghe. Riêng Hạnh, nàng tự thấy mình hình như có một trách nhiệm nào đó, tuy mơ hồ nhưng rất thôi thúc, vì nàng là người đầu tiên khám phá và loan truyền bản tin sét đánh này cho toàn cư xá. Mấy lần lưỡng lự toan kể cho A Lầu, nhưng nàng dằn lại được vì nhớ lời chồng dặn: chuyện của người ta em đừng có xía vào. Lúc đó Hạnh đã cãi lại một câu rất vô lý: nhưng mà em bực mình lắm. Chồng nàng nhấn mạnh: liên quan gì đến em mà em bực mình? Chừng nào vợ nó ngủ với anh thì em mới có quyền can dự vào. Hạnh thấy chồng nói hợp lý, nhưng nàng vẫn ấm ức. Nhất là mỗi buổi chiều A Lầu đi làm về, gặp Hạnh ở hành lang, niềm nở chào hỏi rất ân cần, làm Hạnh càng thấy tội nghiệp, chịu không nổi. Mà chẳng phải riêng Hạnh, bà nào cũng được chồng căn dặn: nhớ là chuyện của người ta, đừng có nói gì hết. Và bà nào cũng hiên ngang đáp lại: kệ xác nó chứ, ai thèm xía vô. Nhưng thật sự bà nào cũng bực bội và muốn nói. Kể ra thì không bực sao được, khi mà mọi người đều biết vợ A Lầu ngủ với người khác, mà A Lầu cứ hân hoan cắm đầu cày hai job. Ban ngày gã làm ở body shop, phụ trách sơn vỏ xe, lương cũng khá cao. Đêm đêm lại lao vào nhà hàng rửa chén, bao nhiêu tiền gã đem nạp hết cho vợ, để vợ thành thơi ở nhà. Gã lại vốn tính tiết kiệm, từ ngày dọn vào đây người ta chưa thấy gã mặc bộ đồ nào coi cho được. Apartment của gã vốn chẳng rộng rãi gì, nhưng dư một phòng ngủ nhỏ, gã đem ngay thằng Hoàng, thằng bạn trẻ tuổi đẹp trai về cho ở chung để đỡ đồng nào hay đồng ấy. Và cái thằng bạn đang lêu bêu được đón về ở chung đó, bây giờ cứ việc cơm no bỏ cưỡi ngay trong nhà, mà gã như thằng đuôi không biết. Một buổi chiều Hạnh xuống phố về, ngang qua sân thấy A Lầu đang chùi xe. Hạnh xông lại ngay cật vấn: A Lầu, sao nị ham làm quá vậy? Phải để thì giờ lo cho gia đình chứ. A Lầu ngừng tay nhìn Hạnh cười lớn: lo cái gì mà lo, con vợ Ngộ nó lo hết rồi, Ngộ còn lo cái gì nữa. Hạnh vừa bực mình vừa thương hại, nhưng không thể nói toạc ra được, đành cứ quanh co thêm bớt, mục đích chỉ để xúi A Lầu đừng làm job ban đêm, bởi thằng Hoàng cũng đi làm ban ngày, chỉ có buổi tối ở nhà với Thúy. Hạnh nói: tôi thấy chú ở tiệm sửa xe cũng nhiều tiền lắm rồi, còn đi rửa chén làm gì nữa. A Lầu cười thành thật: Ngộ đâu có muốn làm ban đêm, nhưng mà con vợ Ngộ nó kêu Ngộ làm thì Ngộ phải làm chứ, nó muốn có tiền đặng bảo lãnh ông bà già nó qua mà. Hạnh hỏi: thế chú có bảo lãnh gia đình chú không, hay là chỉ biết lo cho bên vợ? A Lầu trợn mắt đáp: Ngộ mà bảo lãnh cái gì, nhà Ngộ chết hết trơn rồi, còn ai đâu mà bảo lãnh. Hạnh khổ sở xoay câu chuyện sang hướng khác, nàng hỏi: hai vợ chồng chú ở cái phòng đó vừa rồi, chứ còn đem thằng Hoàng về làm gì? A Lầu nhấn mạnh: ồ, thằng Hoàng nó tốt lắm, nó trả Ngộ 100 đồng một tháng, nó còn dạy vợ Ngộ học anh văn không lấy tiền mà, Ngộ hên lắm mới gặp được nó. Hạnh tức điên lên nhưng không làm sao thuyết phục được A Lầu. Giữa lúc đó chồng Hạnh trên lầu bưng tách nước ra ban công, tình cờ nhìn xuống thấy Hạnh đang nói chuyện với A Lầu. Anh chàng tái mặt, hốt hoảng chạy lao xuống, vì chỉ sợ Hạnh yếu lòng phun ra câu chuyện bí mật của người hàng xóm. Anh lôi Hạnh lên lầu rồi vừa thở vừa gắt: đã bảo là kệ người ta, việc gì đến mình. Hạnh cười: thì em có nói gì đâu, hỏi thăm xã giao thôi mà. Chồng Hạnh thở phào nhưng vẫn không an tâm. Anh nhắc đi nhắc lại mãi cái ý ngăn cản vợ, dù rằng trong thâm sâu anh không dám tin là vợ mình sẽ giữ mãi được câu chuyện này. Vài hôm sau lại đến lượt Quỳnh gặp A Lầu ngoài sân, và cũng chặn ngay lại để đặt vấn đề. Quỳnh tự cho là mình thân với vợ chồng A Lầu,
bởi trước đây cùng ở trại tị nạn và cùng đi một chuyến bay sang Canada. Quỳnh gay gắt hỏi A Lầu: Đi làm thì cũng vừa phải thôi, để thì giờ enjoy chứ, chứ có nợ nần ai đâu mà phải cày hai job. A Lầu cười: Con vợ ngộ muốn ngộ làm thì ngộ làm, chứ ngộ có thiếu ai đồng bạc nào đâu. Quỳnh tức lắm, muốn phun ra cái điều cần phun, nhưng vì đã có lời dặn của Hạnh nên lại thôi. Quỳnh nói quanh co thêm một hồi rồi ú ớ chào A Lầu, quay vào tiệm bánh cuốn, trong bụng vẫn còn tức anh ách. Các bà hàng xóm cũng cùng mang một tâm trạng giống như Hạnh và Quỳnh, cho nên mỗi người xúi vào một câu. Ngồi xem phim con heo ở phòng ngủ của Hạ, các bà vừa ngó lên màn ảnh vừa nhao nhao bàn góp: Để vậy sao được. Có bà đứng hẳn trên quan điểm đạo đức, phân tích rất tỉ mỉ, làm như việc Thúy ngoại tình là một vết nhơ chung mà toàn thể phụ nữ phải mang tiếng lây. Hạ kết luận: Mình phải giải quyết chứ, tội nghiệp A Lầu. Chẳng ai nghĩ thêm là tại sao để vậy không được, và nhất là tại sao lại phải giải quyết. Chuyện của người ta mà các bà cứ nhất định đòi nhảy vào giải quyết. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như thế thì Thúy lại mua về chiếc xe hơi Cobra màu đỏ mới tinh, làm các bà càng hết sức ngứa mắt. Thúy vốn có tiếng là trẻ đẹp nhất trong cư xá, lại ít chịu giao dịch thân tình với hàng xóm, không lê la đánh tứ sắc hoặc gặp gỡ các bà ở tiệm bánh cuốn, và thậm chí Hạ rủ lên xem phim porno Thúy cũng lắc đầu. Cho nên các bà vẫn cho Thúy là đứa kênh kiệu. Bây giờ các bà lại càng thấy Thúy đáng ghét hơn, bởi nàng là kẻ có tội mà không biết cư xử. Hạnh bảo: Coi cái mặt nó thấy ghét, cứ vác lên. Hạ cũng phụ họa: Đã hư mà không biết điều. Câu nói của Hạ nhắc Hạnh một điều mà nàng vẫn đang ấm ức và ngạc nhiên về Thúy. Từ hôm con gái Hạnh bắt gặp quả tang Thúy nằm với Hoàng mà không mặc quần, Hạnh cứ tưởng Thúy hoặc sẽ phải lánh mặt Hạnh, hoặc sẽ phải làm thân với nàng vì mặc cảm tội lỗi. Nhưng thực tế không diễn ra như ý Hạnh đoán. Thúy vẫn tỉnh bơ, vẫn ngang nhiên như cũ, không mảy may thay đổi thái độ, làm như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Bất đắc dĩ gặp Hạnh ngoài hành lang và không thể tránh mặt được, thì Thúy mới đành nhếch mép cười một cách rất hời hợt. Thái độ ấy làm Hạnh ứa gan lắm, vì có cảm tưởng như Thúy cố tình khiêu khích mình. Hôm nay nhân dịp mọi người tố khổ Thúy, Hạnh được dịp trút hết tâm sự, phê phán luôn cả chiếc xe của Thúy. Người ta còn trẻ còn đào kép thì mới chơi xe xịt po, chồng con rồi mà cũng bày đặt, đã thế còn lựa màu đỏ, coi chói mắt quá. Mà xe Cobra thì có tốt lành gì đâu, nghe nói hay chết máy dọc đường lắm. Có bà đi xa hơn, tỏ vẻ thành thạo: Ông xã tôi rành lắm, tôi dám cá là ít có ai biết nhiều về xe hơi như ông xã tôi. Ông ấy nói với tôi là chỉ có xe Nhật mới tốt thôi, xe Mỹ chán lắm, vừa mắc tiền vừa uống xăng, ai mà đi mua xe Cobra. Con Thúy nó ngu nó mới bắt thằng A Lầu mua Cobra cho nó. Bà khác cũng ấm ức chen vào: Thật là đồ ác đức, bắt chồng đi làm e cổ ra để mua xe đi chơi với kép. Nỗi bất bình làm các bà không coi nổi cuốn phim 3X mà chồng Hạ mới mua lén ở bên kia biên giới. Hạ tắt máy video để mọi người tiếp tục thảo luận. Sau những phát biểu cực kỳ sôi nổi, các bà quyết định tiến hành biện pháp trừng trị Thúy. Đại hội thông qua phương án thứ nhất là đề cử một người tối nay sẽ bất thần gọi phone vào chỗ làm của A Lầu, gọi gã về bắt quả tang. Công tác này được giao cho Quỳnh, bởi Quỳnh có tài giả giọng người khác, A Lầu sẽ không nhận ra. Quỳnh khẳng khái nhận lời ngay, bởi Quỳnh đang mang trong lòng hai mối thù đối với Thúy. Mối thù nhỏ là hôm sinh nhật đứa con, Quỳnh điện thoại sang khẩn khoản mời mấy lần mà Thúy vẫn từ chối, lấy cớ là có hẹn đi nha sĩ. Mối thù lớn hơn gấp bội là Quỳnh nghe kể lại có lần Thúy bảo với người ta rằng: Bà Quỳnh mà còn có người lấy thì đàn bà trong thế gian này chẳng ai sợ hết chồng cả. Quỳnh chết điếm trong tim, nung nấu căm hờn từ đó, không cần kiểm chứng xem lời kể ấy có đúng là do Thúy nói hay không. Giao công tác xong, Hạnh nghiêm trọng bảo Quỳnh: A Lầu khờ lắm, bà phải dặn kỹ ông ấy. Bà nói là khi về
ông phải rón rén đi thật nhẹ, mở khóa rồi ấp ngay vào buồng ngủ thì mới hy vọng bắt được quả tang. Tất cả mọi khuôn mặt nghiêm trang bên cạnh Hạnh và Quỳnh đều gật gù đồng ý. Trước khi bắt tay vào việc, Quỳnh theo thói quen nghề nghiệp cầm 3 đồng bạc cắt, gieo một quẻ dịch rồi long trọng tuyên bố: có chuyện rồi. Các bà vây quanh chố mắt hỏi: Thế nào, quẻ nói gì? Quỳnh giảng: quẻ địa lôi phụng, động hào sáu, chắc chắn sẽ nổi lớn. Dù chẳng hiểu gì, các bà cũng an tâm tin tưởng và hân hoan giải tán, chờ trận chiến đầy hứa hẹn tối nay. Rồi các bà nhà nào về nhà nấy, hồi hộp quá nuốt không trôi bữa cơm chiều. Ăn xong, tất cả lại kéo lên nhà Hạnh, ngồi đầy phòng khách, khiến chồng Hạnh ngơ ngác không hiểu gì, chố mắt nhìn vợ dò hỏi. Hạnh ghé tai bảo chồng: anh đi chơi đâu thì đi, để em nói chuyện. Nàng móc bóp rộng lượng quăng cho chồng tờ giấy 20 và dặn: tiền đây, anh đi uống cà phê đi, độ 11 giờ hắn về nha. Chồng Hạnh không thắc mắc nữa, hân hoan cầm tiền ra cửa. Lâu lắm anh mới được giải phóng một lần, nên cắm đầu bước thật nhanh, sợ vợ đổi ý. Hạnh đuổi luôn đứa con gái nhân chứng sang nhà khác chơi để người lớn nói chuyện. Các bà ngồi lại với nhau, dặn nhau là lát nữa khi A Lầu về đánh ghen, dứt khoát sẽ không bà nào nhảy vào can gián, cứ để mặc A Lầu làm nhục Thúy và tống cổ thằng Hoàng ra đường. Quỳnh cay đắng nói: sức mấy mà cản, chẳng những không cản mình còn phải dốc vô xúi thằng A Lầu lột hết quần áo con Thúy, đuổi nó ra khỏi nhà cho nó xấu hổ. Vài cái đầu cùng gật, nhưng không ai lên tiếng phụ họa thêm, bởi biện pháp này xem chừng đi quá xa. Đúng 9 giờ rưỡi, Quỳnh điện thoại vào nhà hàng cho A Lầu. Tiệm ăn đang đông khách, từng đống bát, chén, muỗng, nĩa ngập trong bồn. A Lầu không muốn nói chuyện, bởi chỉ cần ngừng tay một lúc, công việc sẽ dồn lại rất vất vả cho gã. Nhưng thằng manager bảo gã là có việc khẩn cấp, gã đành chùi tay, chạy ra quầy nhấc điện thoại lên. Đầu dây bên kia, Quỳnh dõng dạc nói: chú A Lầu đó hả? Về ngay, về nhà ngay, có việc rất cần. A Lầu ngạc nhiên hỏi lại: ai đó, kêu ngộ về làm cái gì? Quỳnh đáp nhanh: chú về ngay, đừng hỏi lôi thôi, âm thầm mà về, đừng có báo trước cho vợ chú biết, cứ nhẹ nhàng mở cửa xông vô, về ngay đi. A Lầu nhăn nhó: không được đâu, ngộ mới được tăng lương 50 sen một giờ, về uổng lắm. Quỳnh sốt ruột nói: trời ơi, về đi mà, có chuyện gấp lắm ở nhà chú, về đi. A Lầu cương quyết: không được đâu, ngộ đang rửa chén, ngộ về ai rửa cho ngộ. Quỳnh nhịn không nổi đành phun ra: về đi, vợ chú với thằng Hoàng. Quỳnh chưa kịp tiết lộ bí mật thì các bà vây quanh đã giật vội ống nghe cúp xuống, không cho Quỳnh nói hết ý. Hạnh giảng: không thể nói cho thằng cha đó biết được, nó ngu lắm. Chẳng những nó không tin mình mà sẽ hỏi con Thúy, rồi con Thúy sẽ đề phòng thì không bao giờ bắt được quả tang. Kế hoạch phục kích Thúy kể như thất bại. Các bà ngồi tiêu nghỉu nhìn nhau suy tính. Nửa giờ sau, Quỳnh lại gọi A Lầu thêm một lần nữa cầu may. A Lầu đang bận túi bụi nhưng lại đành phải tạm rời bồn rửa chén, lau vội hai bàn tay vào quần và theo gã manager chạy ra quầy, nhấc ống điện thoại lên. Vừa nghe tiếng nói của Quỳnh mà dĩ nhiên gã chưa nhận ra đó là một người quen, A Lầu cười lớn trong phone như chế nhạo Quỳnh rồi nói: nị đừng có giỡn ngộ nữa, ngộ đang làm việc mà, restaurant đông khách quá trời quá đất. Nị phone cho ngộ hoài, ngộ không rửa chén kịp, thằng chủ nó đuổi ngộ thì tội nghiệp lắm. Ngộ vừa phone về nói chuyện với vợ ngộ rồi, nó nói ngộ cứ rửa chén đi, ở nhà đâu có chuyện gì mà về. Nếu cần thì nó đã phone cho ngộ rồi. Thôi bye bye nghe, đừng kêu cho ngộ nữa. Quỳnh ngẩn người bỏ ống nghe xuống. Quả đúng như lời Hạnh nhận xét, A Lầu quá khờ khạo và tin vợ. Thế là cái quẻ địa lôi phục của Quỳnh hôm nay hoàn toàn không ứng nghiệm. Các bà buồn rầu đưa mắt nhìn nhau, vận dụng trí óc để toan tính phương án khác. Và từ chỗ ghét Thúy, các bà ghét lây luôn cả A Lầu vì cái tính ngây ngô của gã.
Còn Thúy thì từ hôm có xe mới lại càng ăn diện hơn. Sáng sáng nàng đồng đỉnh đi học Anh văn. Lớp Anh văn chính phủ dành cho người tị nạn khi mới sang định cư chỉ kéo dài có mấy tháng. Thúy đã mãn khóa từ lâu, nhưng nghe lời Hoàng, Thúy ghi tên học thêm ở trường tư mỗi ngày mấy tiếng buổi sáng. Chiều về, nàng thanh thản dạo phố hoặc đi shopping. Rất nhiều lần người ta thấy Hoàng lái chiếc xe mới của Thúy, và Thúy ngồi bên cạnh, lao vút từ gara ra đường như cố ý chọc tức các bà đang ngồi theo dõi trong tiệm bánh cuốn. Có hôm Hạ đã hỏi thằng A Lầu: "Chú Lầu, vợ chú không biết lái xe, chú mua xe cho bà ấy làm gì?" A Lầu bật cười như chế nhạo câu hỏi ngây ngô của Hạ. "Nó chưa có bằng lái, nhưng Ngộ mua trước để thằng Hoàng dạy nó lái. Thằng Hoàng giỏi lắm mà." Hạ bực mình hỏi tiếp: "Mới biết lái thì người ta đi xe cũ cho chắc ăn, chứ không ai đi xe mới. Tại sao chú không đưa cái xe của chú sang cho vợ nó lái?" A Lầu cười: "Cái xe của Ngộ, Ngộ mua có mấy trăm đồng, cũ quá rồi, con vợ Ngộ nó đâu có chịu. Nó nói nó mặc đồ đẹp, ngồi xe cũ dơ hết quần áo." Nghe Hạ kể lại như vậy, các bà càng lộn tiết hơn và thấy Thúy như một cái gai cần phải nhổ, càng sớm càng tốt. Một buổi sáng A Lầu đi làm, mới quá trưa đã mò về. Bàn tay trái gã bị thương, cuốn băng trắng xóa và dùng một sợi dây treo lên cổ. Thúy không có nhà, cũng không làm thức ăn sẵn để lại. A Lầu lục bếp thấy trống trơn, đành rẽ xuống tiệm bánh cuốn ăn trưa. Quán lúc này chỉ có hai người, Quỳnh ngồi ở cái bàn sát quầy, đang xào chả cua bài tây, định bói cho mình một quẻ về tương lai tình cảm. Và bên cạnh cửa sổ, cụ Nhãn ngồi cô đơn một mình ngó ra ngoài, nhìn trời hiu quạnh. Ít lâu nay ba ông bạn già không mời đánh mặt trược, cụ đau lòng lắm nhưng vẫn nhất định không xuống nước ngỏ lời xin tham gia, dù rằng cụ biết cụ chỉ nói một lời là họ hân hoan kéo cụ trở lại ngay. Cả hai bên cùng căng. Cụ Nhãn thèm chơi lắm rồi mà cụ ở vào cái thế, đã lỡ cứng thì phải cứng luôn. Ba cụ kia thì dĩ nhiên cũng muốn có cụ Nhãn, bởi dù sao đồng lứa tuổi ăn nói vẫn thoải mái hơn. Ngồi chung với thằng con nít, lắm lúc ba cụ thấy khó chịu lắm, bởi mắt nó tinh hơn các cụ, óc nhận xét về bài bạc nhanh hơn các cụ, lại vô ý vô tứ, cứ mỗi lần ngả bài ra ủ là cười sằng sặc lên như chế nhạo các cụ, nhiều kinh nghiệm mà đánh vẫn thấp hơn nó. Nhưng ba cụ kia tuy có bực mà vẫn còn có chỗ giải trí. Chỉ riêng cụ Nhãn thì quá thừa thì giờ, thơ thẩn đi ra đi vào mãi vẫn chưa hết ngày. Thậm chí có nhiều lúc buồn phiền trong lòng, cụ đã bản gắt với bà vợ già một cách vô lý khiến bà giận. Có hôm không thèm nấu cơm cho cụ ăn. Dạo trước bà cứ than phiền mãi là chồng mê mặt trược chẳng ngó ngàng gì đến bà. Bây giờ thì chồng bỏ mặt trược thì bà lại mong cho chồng chơi lại, bởi tha để chồng đi chơi còn hơn là ở nhà cằn nhằn làm phiền bà. Bà bảo chồng: "Sao không lên chơi với người ta, tự ái thì cũng vừa vừa thôi chứ, cho bỏ cái tật làm cao đi." Cụ Nhẫn gắt lại: "Có mà trải chiếu hoa rước tôi cũng chả thèm. Các ông ấy đem thằng nhãi danh vào thay tôi, coi thường tôi như thế thì tôi còn mặt mũi nào mà ngồi chung với các ông ấy nữa." Bà vợ nhấn mạnh: "Ừ, không muốn chơi nữa thì càng tốt, nhưng ở nhà thì phải vui lên chứ, suốt ngày cầu nhau ai mà chịu được." Rồi vì thương chồng, chính bà âm thầm đi gặp ba ông kia và đề nghị ba ông điện thoại mời chồng bà một tiếng. Dĩ nhiên bà dặn đi dặn lại là đừng cho chồng bà biết đây là ý kiến của bà. Ba ông kia thoáng nghe cũng mủi lòng, lại cũng có ý nể vợ của bạn nên đã định phone ngay. Nhưng bàn đi bàn lại một hồi, cả ba lại đồng thanh quyết nghị không chấp thuận. Họ lắc đầu bảo nhau: "Dù một tiếng thì có mất gì, nhưng mà dù ông ấy rồi thì ông ấy lại rêu rao với mọi người là mình năn nỉ. Thôi mặc kệ, chừng nào đích thân ông ấy xuống đây xin đánh thì mình hẵng cho." Hơn thế nữa, thằng nhỏ cũng năn nỉ: "Các cụ bắt cháu học đánh cho đủ chân, cháu đâu có thích cái thứ này, nhưng mà các cụ nói mãi thì cháu phải học. Bây giờ các cụ lại mời cụ Nhãn lại thì các cụ đuổi cháu đi hay sao?" Thế là cụ Nhãn vẫn bị trừng trị. Than ôi, ở đời có biết bao nhiêu người tự làm khổ mình chỉ vì cái tính tự ái vặt. Cả ngày chả biết làm gì,
Lúc này cụ Nhãn hay mò xuống tiệm bánh cuốn, mang theo cuốn sách hoặc dăm tờ báo cũ, và lúc nào cũng chọn cái bàn sát cửa sổ trông ra sân. Sách với báo để ngay trước mặt, nhưng thật ra cụ chẳng đọc được bao nhiêu, bởi cái bàn mạt trược vẫn ám ảnh sâu đậm trong tâm trí cụ. 160 quân bài ngà lúc nào cũng nhảy múa trước mắt cụ, nhất là khi cụ hình dung cảnh tượng ba ông bạn già kia vừa vui chơi vừa nhắc đến cụ bằng giọng đùa cợt. Trưa nay vừa ăn xong đĩa bánh cuốn thì cụ thấy A Lầu bước vào với cánh tay bị thương. Cụ quay đầu lại nhìn thoáng rồi lại quay đi ngay, không thèm bận tâm. Một phần bởi A Lầu chẳng dính dáng gì đến cụ, phần khác vì dưới mắt cụ đứt tay thì có gì đáng kể. Ở Việt Nam mấy chục năm chiến tranh, người ta chết như dạ. Cả nhà đang ăn cơm có khi đạn pháo kích rơi trúng giữa mâm, hoặc xe đò đang chạy ngon trớn thì nổ tung vì bị giật mình. Đủ mọi kiểu chết chóc, cụt chân cụt tay diễn ra nhan nhản. Cụ đã chai lì rồi, không còn để ý đến nữa. Huống chi A Lầu chỉ đứt tay. Nhưng Quỳnh thì giật mình sừng sốt, quăng vội cỗ bài đứng bật dậy tiến lại gần A Lầu và hỏi: Làm sao thế chú Lầu? Dù đang nhức nhối, A Lầu vẫn nở nụ cười cố hữu để trả lời Quỳnh. Xui qua trời qua đất, Ngộ đập cái búa vào tay Ngộ. Quỳnh xót xa hỏi một câu thừa thãi: Làm ăn thế nào mà đến nông nỗi như vậy? A Lầu thở dài kể: Hồi hôm Ngộ đi rửa chén về trễ quá, 2 giờ sáng mới tới nhà. Sáng nay buồn ngủ quá, Ngộ làm không nổi. Quỳnh đay nghiến: Ai biểu, đã nói là chỉ nên làm một job thôi, nị đâu có nghe. Và lập tức Quỳnh phun cho các bà ở sòng tứ sắc kéo sang. Trong nháy mắt, mọi người đều tụ tập vây quanh A Lầu, mỗi người thăm hỏi một câu để tỏ ý phân ưu. Nghe Quỳnh kể lại, ai cũng động lòng thương gã và càng oán trách Thúy bắt chồng lao động quá mức. A Lầu thở dài nói: Thằng chú Body Shop nó cho Ngộ nghỉ một tuần, hứa sẽ trả lương cho Ngộ, nhưng không biết cái nhà hàng có cho Ngộ nghỉ không. Bây giờ Ngộ còn có một tay, làm sao mà rửa chén được. Hạnh quát lên: Nghỉ luôn, rửa chén làm gì? A Lầu trợn mắt: Đâu có được, con vợ Ngộ mới mua xe mà, nó đâu có cho Ngộ nghỉ. Tuần tới chắc Ngộ phải kiếm thêm việc gì làm thứ bảy với chủ nhật nữa, ở nhà 2 ngày uống lắm. Các bà nhìn nhau nghiến răng ken két. Đến nước này thì chịu hết nổi rồi. Chủ tiệm bưng đĩa bánh cuốn ra đặt trước mặt A Lầu. Gã chỉ còn một tay, khó khăn cầm đũa lên gắp miếng đầu tiên. Nhưng trước khi ăn, gã cẩn thận hỏi: Nhiêu tiền đĩa bánh cuốn này bà chủ? Hạ nhanh miệng đáp thay cho chủ tiệm: 3 đồng chứ bao nhiêu. A Lầu lập tức buông đũa xuống, thọc tay vào túi, lôi ra cái bóp và lẩm bẩm: Coi còn đủ tiền không đây, một tuần Ngộ chỉ được xài có 20 đồng thôi. Các bà ứa gan lắc đầu, tất cả nhìn nhau hội ý rồi cùng nhất trí ủy thác cho Hạnh nói sự thật. Hạnh hắng giọng rồi trang trọng gọi: Chú Lầu. Gã đang gắp bánh cuốn khựng lại, ngẩng lên hỏi: Cái gì? Hạnh gằn tiếng: Chú có biết tại sao vợ chú muốn chú đi làm ban đêm không? Gần 10 khuôn mặt phụ nữ đứng bên Hạnh cùng lộ rõ nét trầm tư, đăm đăm ngó A Lầu, đợi chờ câu trả lời của gã. Nét mặt bẩm sinh hiền lành đến độ ngờ nghịch của A Lầu, vốn đã gợi trong lòng các bà mối thương cảm bao la, bây giờ lại bị thương phải đeo cánh tay lên cổ, càng làm các bà mối lòng tội nghiệp gấp bội. Hạ bấm nhẹ vào lưng Hạnh rồi làm hiệu chỉ ra phía sau. Hạnh chợt nhớ ra trong tiệm ăn không phải chỉ có các bà mà còn có cụ Nhãn đang ngồi đọc báo. Đem câu chuyện riêng tư của A Lầu ra hỏi gã trước mặt cụ sợ không tiện. Nhưng may quá, đúng lúc ấy cụ Nhãn đứng dậy, cầm sấp báo bỏ ra ngoài, miệng lẩm bẩm chửi vu vơ. Cụ không hiểu câu chuyện thầm kín mà các bà đang theo đuổi. Chỉ thấy A Lầu bị thương rất nhẹ ở bàn tay mà các bà cứ xúm cả lại suýt xoa thăm hỏi, làm cụ ngứa mắt chịu không được. Chính cụ đang đau khổ vì mặt trược đây mà có đứa nào thèm nói một tiếng phân ưu đâu. Chờ cụ ra rồi, Hạnh nhắc lại câu hỏi một lần nữa: Lý do gì vợ chú cứ xúi chú làm ban đêm, chú biết không? A Lầu phì cười đáp: Biết chứ sao không biết, để kiếm tiền mà. Hạnh gắt lên: Chú có biết
vợ chú với thằng Hoàng không? A Lầu quăng đôi đũa, ngoảo đầu phân trần. Trời đất ơi, ngộ biết vợ ngộ chứ, thằng Hoàng ngộ cũng biết chứ, nó ở chung với ngộ mà. Quỳnh sốt ruột gạt tay Hạnh ra và chen vào. Chú có biết vợ chú ngoại tình với thằng Hoàng không? A Lầu vẫn thản nhiên, mặt không hề đổi sắc. Có lẽ gã chưa nghe rõ hoặc không dành tiếng Việt. Hạnh phải diễn nôm thêm. Thằng Hoàng nó ngủ với vợ chú nó. Sau câu nói tàn nhẫn đó, các bà yên lặng dương mắt nhìn A Lầu chờ phản ứng. Riêng Hạnh thì chợt thấy hối hận ngay. Trời đánh tránh bữa ăn, gã đang sơi bánh cuốn ngon lành thế kia mà Hạnh nỡ lòng nào phun ra bản tin sét đánh đó, thì có khác gì chẹn lấy cổ họng gã. Nhưng không, A Lầu vẫn tươi tỉnh như thường lệ. Nuốt trôi miếng bánh, gã mới ngẩng lên bảo Hạnh. Lý nói lớn quá, tưởng cái gì, chuyện đó ngộ biết lâu rồi. Các bà chưng hửng há hốc mồm ngơ ngác nhìn nhau. A Lầu thành thật tiếp. Chuyện trong nhà ngộ mà sao các bà cũng biết được, hay quá trời. Nói xong, gã cúi xuống cầm đũa lên và bình thản ăn nốt đĩa bánh cuốn.